Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chi tiết đường đua công thức 1 Grand Prix Hà Nội tỷ lệ 1/500 tại các phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Theo phê duyệt, đường đua công thức 1 sẽ có phía đông là trục đường Lê Quang Đạo, giáp các khu đất cung thể thao dưới nước, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, cung hữu nghị Việt Trung. Phía Tây Bắc giáp trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao, đường Tân Mỹ và khu sân tập bóng đá. Phía Tây Nam giáp sông Nhuệ, phía Nam tiếp giáp khu vực dân cư Phú Đô và chợ Phú Đô. Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 80,09 ha, trong đó có 12,86 ha đất thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Việc quy hoạch chi tiết đường đua công thức 1 nhằm triển khai đề án tổ chức đăng cai giải đua xe công thức 1 tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình theo chủ trương đã được Chính phủ chấp thuận.